Khánh Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lạc Lộng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 161 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 161 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, nơi Tứ Thánh Tăng hóa Phật đã trở thành thánh tích không cho phép ai động vào. Dương Lăng lệnh cho binh lính lấy màn vải vây lại bốn xung quanh hỏa trường đã cháy đen thành một đống kia này, tuyên bố tại chỗ phải xây dựng một tòa thất bảo linh lung tháp ngay tại đó để kỷ niệm thần tích đắc đạo thành tiên của bốn vị Phật sống. Rất nhiều thân sĩ, thậm chí là dân chúng nghèo khó sắc sơ nghe vậy cũng lập tức muốn hào phóng giúp đỡ một phen, giúp tiền. Ngoại trừ xây dựng tháp, người quyên góp nhiều yêu cầu được ghi lại thiện hạnh trên bia công đức, người quyên góp ít chỉ yêu cầu ghi lại trên viên gạch xây tháp đại hiệu, đại loại như mô mỗ đã đến đây chơi là được. Làm cho Kim Ngô về hữu đề đốc Lương Hồng vui như mở cờ trong bụng, liền tóm hai tên tú tài ưu tú lại làm chứng phòng ngay tại chỗ, muốn lập tức mở sạp thu tiền, lại bị Dương Lăng ngăn cản một phen. Dương Lăng nói lời tốt khuyên bảo thật lâu, nói Tứ Thánh về trời là quang vinh của toàn Bá Châu, là một việc trọng đại của dân chúng toàn Bá Châu này. Phí xây dựng tháp sẽ trích từ số tiền mà trước kia chúng ngương khách quyên góp cho Phật sống, do phủ Châu đôn đốc xây dựng, lúc này mới khuyên được đám dân chúng không cam tâm tình nguyện mà rời đi. Ngày hôm nay tới tham gia đại hội cầu phúc, thế nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng thần tích như vậy, làm dân chúng Bá Châu vui mừng đến hoa tay múa chân, ai ai cũng than thở không uổng chuyến này đi. Tin tức Tứ Thánh Tăng phi thăng còn chưa truyền đến được hai con phố thì đã bị thay hình đổi dạng. Qua sự không ngừng thêm thắt của các tín đồ, tình tiết bốn thần tăng bay đi trong lửa, cưỡi mây về đông đã được hư cấu rất sống động. Toàn bộ Bá Châu, thậm chí là huyện trấn xung quanh lập tức sôi trào. Hậu viện của Ảm gia vốn là mảnh đất trồng rau, nói nó là thánh địa đã quá lắm rồi, đất trồng rau trở thành thánh địa, người đến cúng bái thần tích liên miên không dứt. Người cúng bái thần tích nhiều, tiểu thương người buôn bán hàng rong cũng nhiều hơn. Ngay cả tiểu thư thái thái nhà giàu ngày thường không ra khỏi cửa, không bước ra cửa sau cũng xuất đầu lộ diện. Người cầu con trai, người cầu lang quân cũng ồn ồn kéo đến, còn có cả kỹ nữ thanh lâu cầu sớm ngày hoàn lương nữa. Cô nương tiểu thư, kia nữ thanh lâu nhiều, đăng đồ lãng tử cũng theo hương mà tới. Một đám chỉ trò trò, bình phẩm từ đầu đến chân, có khi thừa dịp nhiều người chen chúc mà đụng cánh tay, sờ dính bông thật lâu. Lần này, trộm vặt móc túi, đục nước béo cò cũng nhiều hơn nữa. Hậu hoa viên của Khâm Sai thành hội chùa, từ sáng đến tối, dòng người không dứt. Số vụ án đến nha môn chi châu, báo mất trộm, báo phi lễ tăng lên gấp 10 lần. Lúc này, phó Khâm Sai Lương Hồng cuối cùng cũng tìm được cơ hội để kiếm tiền. Xin chỉ thị của Khâm Sai đại nhân uy quốc công gia liên kết xử lý với nha môn chi châu Bá Châu, nơi mua vé tham quan thánh tích long trọng ra mắt. Lương Hồng thật sự là kiếm được một mớ. Quan viên, thân sĩ, dân chúng Bá Châu vốn dĩ rất tin bốn vị Phật sống này là thần tiên sống chân chính, tự nhiên tuyệt đối không hoài nghi sự phá vỡ hư không bạch nhật phi thăng mà Khâm Sai quốc công gia chính miệng đã hô lên, bằng không làm sao mà bỏ qua như vậy còn mừng rỡ như điên được đây. Dương Lăng cũng ra vẻ thành kính, sau đó chạy trước chạy sau sắp xếp những chuyện sau đó. Đến chiều, hắn rốt cuộc mới có thời gian về viện của mình. Mục sinh viên vừa thấy hắn, lập tức nước mắt lã chã, bái dài không dậy nổi. Dương Lăng nhẹ nhàng đưa tay nâng gã dậy nói: "Mục tú tài, hà tất phải bái dài như vậy? Bản quốc công cũng không phải báo thù cho cá nhân ngươi. Tà giáo mê hoặc lòng dân, làm hại quê hương, triều đình vốn nên nghiêm trị. Bổn quốc công nhìn thấy há có lý nào lại bọc cho được?" Mục sinh viên lau nước mắt trên mặt, cảm kích mà nói: "Tùy nói như thế, nhưng những yêu tăng đó trên kết giao quan lại thân hào, dưới thì mê hoặc hàng nghìn hàng vạn lê dân bách tính, tầng tầng quan hệ cũng như vô số niềm tin giật trên chiếc lồng kim quang vậy. Ai muốn động vào chúng cũng cảm thấy khó khăn. Đại nhân khéo léo thi diệu kế, học sinh mới có thể báo huyết thải câm thâm cừu này, có thể nào không cảm kích vạn phần cho được? Đám tai họa như vậy bị diệt trừ,
dân chúng Bá Châu đều nhận ân huệ, đại nhân công đức vô thượng mà. Dương Lăng không nén nổi nụ cười, hắn dìu Mục Sinh Viên ngồi lại trên ghế, tự mình cũng ngồi xuống ghế dựa, lên tiếng nói: trừng phạt tứ ác này tuy đã là giải hận, nhưng nếu nói cứu dân chúng Bá Châu trong cơn dầu sôi lửa bỏng, vậy còn kém xa quá. Người cứ nhìn những tín đồ điên cuồng đến hậu viên cung bái thì biết thôi. Tin tức tứ thánh tăng Bạch Nhật phi thăng vừa truyền ra, dân chúng càng thêm hết lòng tin tưởng, si mê. Những yêu tăng yêu đạo khác không thể không mượn gió bẻ măng được, mê hoặc càng nhiều dân chúng, hại càng nhiều lương dân mới là lạ. Bốn yêu tăng đã trừ, thế nhưng chẳng những không giải được tai ách cho dân chúng Bá Châu, ngược lại sẽ làm cho bọn họ càng lún sâu càng sâu, càng thêm chấp mê bất ngộ hơn. Mục Tú Tài và Miêu Cương vừa nghe chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, bản thân mình nghĩ quá mức đơn giản rồi. Dùng phương pháp này xử tử bốn yêu tăng dĩ nhiên sẽ không khiến cho dân chúng mê tín Bá Châu phẫn nộ và phản kháng, nhưng cũng làm cho bọn họ càng thêm si mê thần thần quái quái gì gì đó, mong ngóng bản thân có thể tu hành đắc đạo, sao có thể xem như được giải thoát được rồi đấy. Lưu Đại Bồng Trùy đang ở hậu hoa viên sắp xếp binh lính bảo hộ thần tích, lúc này chỉ thấy Tống Tiểu Ái ở bên cạnh Dương Lăng. Nàng vốn vô cùng vui vẻ, cười khanh khách đối với việc diệt trừ bốn tên tai họa, nghe xong câu này cũng ngẩn ra, bật thốt lên: đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Đây không phải diệt trừ bốn yêu hòa thượng mà lại thành toàn cho 400 tên yêu tăng yêu đạo hay sao? Dương Lăng thở dài nói: đúng vậy, trừ phi những dân chúng bị lừa này tự mình có thể tỉnh táo trở lại, nếu không ai có thể giúp được bọn họ được đây. Lòng người hướng đạo cũng không thể dựa vào luật pháp mà cấm đoán được, huống chi những yêu tăng đó mượn danh nghĩa Phật hiệu chính tông lại càng dễ ẩn nấp và lừa gạt hơn. Tống Tiểu Ái oán hận dậm chân nói: những yêu tăng này thật đáng giận, những dân chúng bị lừa kia cũng thực đáng giận mà. Đại nhân, có muốn mặt tướng lập tức dẫn người đến chỗ ở của bốn yêu tăng kia, kê biên tất cả tài sản hay không? Ít nhiều cũng có thể đổi được một ít tổn thất cho chúng bách tính rồi. Dương Lăng mỉm cười, lắc lắc đầu nói: không, không thể. Số tiền này lấy về trả lại cho dân chúng, lúc chúng ta quay đầu đi, bọn họ có thể cầm đi hiếu kính Phật sống. Yêu tăng yêu đạo bên ngoài không biết tình hình cụ thể, sẽ đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nhìn xem có thể thừa cơ hay không. Nhưng bốn tăng chí thiện đã bị Dương chém đầu ta tiến xuống âm phủ rồi, pháp chỉ trời giáng cũng chỉ là quỷ kế của Dương chém đầu ta tạo ra mà thôi. Các đệ tử của bốn yêu tăng tuyệt đối sẽ không nhìn không ra cả điều này, chỉ là bọn họ có khổ cũng phải tự mình nuốt vào, không dám nói ra mà thôi. Người nói những đệ tử này của bốn yêu tăng sẽ không chột dạ hay sao? Còn dám ở lại Bá Châu hay sao? Bọn họ nhất định là sẽ chột dạ, nhất định sẽ lo lắng. Ta muốn khai đao với bọn họ, bọn họ muốn chạy trốn cũng sẽ không lỡ bỏ vàng bạc ta bảo lừa gạt được. Ta đoán đêm nay bọn họ sẽ vơ vét sạch tài bảo bỏ trốn mất dạng. Tống Tiểu Ái vừa nghe liền nóng nảy: sao, ngài đã biết mà còn ngồi đây một cách bình tĩnh ung dung như vậy hay sao? Lại lão gia của ta ơi, ngài thật đúng là biết cách bình tĩnh mà. Chúng ta mau đi xét nhà. À không phải, đi xét miếu đi. Dương Lăng cười ha ha, thuận tay cô lấy chén trà, nhấc chân bắt cháo từ tốn nói: không thể xét, không thể xét được. Có thể quét sạch sẽ đám kỳ quỷ quái quái của Bá Châu này hay không, ta đều dựa vào những đệ tử phá sản này của tứ đại thánh tăng đấy. Để cho bọn họ trốn, để cho bọn họ trốn đi. Ai cản trở, ta sẽ liều với kẻ đó. Sao? Miêu Cương và Mục Tú Tài ngơ ngác nhìn nhau, sau một lúc lâu mới lúng ta lúng túng mà nói: trong hồ lô của quốc công gia đang bán cái thuốc gì vậy? Còn có thể bán cái thuốc gì được đây? Tống Tiểu Ái kinh thường bĩu môi một cái nói: giả thần giả quỷ mà. Dương Lăng cười ha hả đứng dậy nói: đúng vậy, chính là muốn giả thần giả quỷ. Ta muốn mượn danh thần thánh càn quét hết tất cả ngưu quỷ xà thần. Cứ như theo hiện tại, bổn quốc công chính là người phát ngôn của thần, đệ nhất thần côn của Bá Châu. Tiểu Ái, ngươi đi đâu vậy? Lúc bấy giờ Tống Tiểu Ái quay đầu lại là mặt quỷ nói: mặt tướng đi tìm Đại Mùng Truy, tranh thủ xây dựng một đài cao để cho Dương đại sư phát huy đại pháp. Cũng trong lúc đấy: lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một đám đầu bóng lưỡng sáng chói tụ tập cùng một chỗ, một tăng nhân dáng người khôi ngô, co quắp khóe mắt, vẻ mặt vẫn còn kinh hãi nói: Dương chém đầu, thiên sát tinh hạ phàm, thật sự không phải giả, thật sự là không phải giả mà. Khó trách hắn ở Phúc Kiến một tiếng pháo hiệu liền chặt hơn 1.000 đầu người, trong đó còn có đường đường là bố chính sứ của một tỉnh, đến cả mí mắt cũng không nháy kìa. Hắn quá độc ác rồi. Giọng tăng nhân run rẩy nói: cái gì mà Bạch Nhật phi thăng, cái gì mà phá vỡ hư không đây? Bốn người sư phụ có bản lĩnh gì người khác không biết, chúng ta còn không biết thế sao? Bọn họ có thể thành Phật ư? Thật ác độc mà,
Một mồi lửa liền đốt thiêu rụi bốn người đang sống sờ sờ như vậy. Đại ca, ta thấy kỳ lạ, ngọn lửa mà chúng ta sắp xếp đã nói rồi, căn bản không đốt đến sư phụ. Không biết bọn họ làm sao có thể phóng hỏa từ bên dưới được đây. Nhưng các sư phụ sao lại không biết trốn đây chứ? Cũng không có nhúc nhích liền bị thiêu chết như vậy. Đến bây giờ đại còn đang bối rối đây. Tăng nhân dáng người khôi ngô kia cười giữ tận một tiếng nói: ảo thuật luôn luôn thay đổi, đều có sự khéo léo không giống nhau. Sư phụ không phải kim cương chân chính, thân thể bất hoại. Bọn họ uống rượu, ăn thịt, chơi nữ nhân, còn lợi hại hơn cả chúng ta nữa kìa. Bằng lòng cam tâm tình nguyện bị chết cháy mới là lạ. Họ Dương dùng thủ đoạn gì thì ta không biết được. Có điều các sư phụ chắc chắn bị hắn lừa rồi. Gã nhìn mấy huynh đệ tâm phúc rồi lên tiếng nói: chúng ta không ở Bá Châu được nữa rồi. Trước mắt bao nhiêu người, ai ai cũng biết Dương Chấm Đầu có được pháp chỉ sư phụ truyền xuống sau khi phi thăng. Dân chúng Bá Châu bị sư phụ mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Đối với Dương Chấm Đầu tạo ra pháp chỉ, cái chó má này tất nhiên nói gì nghe nấy mà. Nếu Dương Chấm Đầu là vì công, vậy hắn đã biết được những chuyện mà sư phụ đã làm, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu như là vì tư, muốn ăn sạch nút sạch vàng bạc tài bảo mà sư phụ tích góp từng chút một, vậy càng không thể không giết chúng ta diệt khẩu. Chúng ta phải chạy nhanh thôi, nơi này không thể ở. Vàng bạc của sư phụ có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Mấy năm nay đi theo bọn họ, ta cũng học được không ít chiêu trò rồi. Đổi một nơi khác rồi chúng ta tự mình làm vật sống đi thôi. Được. Vài người đàn ông căn bản không có độ điệp, cạo chọc đầu lên giả mạo làm hòa thượng, xoa tay nửa lên hùng tâm. Thế nhưng chìa khóa kim khố sư phụ mang trên người, một ngọn lửa to như vậy, chỉ sợ chìa khóa đã thành tro rồi, chúng ta không mở được đâu. Vô dụng thôi. Lão đại trừng mắt nhìn hắn: còn cần chìa khóa cái dám gì nữa, không biết thuật ngũ quỷ vận chuyển hay sao? Vậy ngươi không biết thuật ngũ đinh khai sơn hay sao? Cầm theo dụng cụ, chúng ta đập kim khố. Sao? Bọn họ quả nhiên mang theo vàng bạc chạy trốn sao? Lúc bấy giờ, Dương Lăng mỉm cười hỏi: phải đấy, quốc công gia, tổng cộng 11 tên, chia làm 2 nhóm để mang theo hành lý nhân lúc trời tối mà bỏ trốn rồi. Vậy tiếp tục theo dõi. Được, ngày mai tin tức vừa truyền ra, liền dẫn quan phủ xây nhà Bá Châu bắt bọn họ lại, một tên cũng đừng có bỏ sót. Có điều trước đó phải bí mật nhốt lại, không thể lộ ra ngoài. Bọn chúng là lá bài tẩy cuối cùng, không đến thời khắc mấu chốt, nếu như lật ra, sẽ dẫn đến hiệu quả không mong muốn. Mà có điều tra bảo khố của bọn chúng chưa? Dạ có rồi. Bọn họ ở Long Tuyển Tự chiếm một tòa đại điện, bởi vì tín đồ đông đúc, phương trưởng Long Tuyển Tự cũng không dám trêu chọc vào bọn họ. Trước này cũng không có cho các đệ tử qua đó. Tòa viện kia vẫn bị bọn họ chiếm giữ. Sau khi bọn họ trốn Long Tuyển Tự còn chưa ai biết được. Chúng ta phái người đi vào điều tra, phát hiện phía dưới thiện phòng đào hầm ngầm, sửa cửa ngầm. Lúc kiểm tra thì cửa chính đã bị đổ vỡ rồi. Bên trong còn vứt bỏ lung tung một số châu báu ngọc khí, đồ trang sức không dễ đổi thành tiền mặt, vàng bạc có sẵn không nhiều lắm, hẳn là đã bị đệ tử của bốn lưu tăng lấy đi rồi. Dương Lăng gật đầu nói: tốt, giữ nguyên hiện trường, đừng có động đến. Sáng sớm ngày mai bổn công gia phải đi tiếp nhận tài sản. Đến ngày thứ hai, Chi Châu Bá Châu là Phàn Mạch Ly rồi Thôi Quan Giang Hải Văn xuất lĩnh tam ban nha dịch. Dương Lăng dẫn theo thân binh lại gọi Bảo Giáp Lý Chính, thân sĩ đại biểu các nơi trong thành. Dân chúng bị kích động chen chúc chạy tới Long Tuyển Tự. Dọc theo đường đi, nghe nói dân chúng gia nhập càng lúc càng nhiều, hợp thành một con rồng người dài ngoằng vậy. Long Tuyển Tự của Bá Châu nằm ở trấn Tín An, Bá Châu, xây dựng từ thời Đường Mạt, nguyên danh là Long Hoa Tự, thời Kim đổi thành Phổ Chiếu Thiền Viện, thời Nguyên định danh là Long Tuyển Tự. Hai bên trục chính trước Đại Hùng Bảo Điện, trong tự viện có hai miệng giếng cổ, nước tuôn như suối, vì thế được gọi là Long Tuyển. Trong chùa chính điện Đại Hùng Bảo Điện rộng 3 gian, sâu 3 gian, phía sau là thiên thủ Phật các, bên cạnh có viện ba gian. Viện bên cạnh này chính là ổ tặc bị bốn thánh tăng lúc trước lấy danh nghĩa ngủ lại dần dần chiếm lấy, thậm chí không cho hòa thượng Long Tuyển Tự bước vào nửa bước. Trong mắt các tín đồ cuồng nhiệt nơi đây càng là thánh địa nghiêm trang hơn cả chính điện Đại Hùng Bảo Điện. Giờ phút này thánh địa trong suy nghĩ của họ một mảnh hỗn độn, cửa ngầm bị phá vỡ, vàng bạc dây dụng, cảnh tượng người đi miếu trống không khiến tất cả tín đồ sợ ngây người. Điều này sao có thể đây? Những đệ tử các Phật gia tự mình dạy dỗ, không ngờ dùng bỏ Phật tổ, đánh cắp vàng bạc bỏ trốn mất dạng rồi sao? Giữa một mảnh tĩnh mịch như đất chết, Dương Đại Thần Côn sáng chói lên đài, ngay tại chỗ phát biểu thần dụ đầu tiên của hắn. Các vị hương thân, bốn vị thần tăng phi thăng Linh Sơn rồi, bổn quan cũng giống như mọi người vậy, tưởng nhớ sâu sắc âm dung tiếu mạo của bốn vị thánh tăng và phẩm đức đại sư đáng kính đáng yêu của họ.
Những tài bảo này là Phật gia để lại cho mọi người. Các vị dân chúng vì hiến góp tiền nhang, kính hiến trước Phật mà bán hết tất cả gia sản. Thành kính của các vị, bốn vị thần tăng trên trời có linh thiêng cũng khắc ghi trong lòng. Bốn vị thần tăng chuyển xuống pháp chỉ, lệnh cho bổn quan dựa theo giàu nghèo và lúc trước hiến góp bao nhiêu trả lại tài sản tương ứng. Nhưng đệ tử của bốn vị thần tăng đã thấy tiền mà sáng mắt, phản bội thần Phật, bỏ trốn mất dạng rồi. Ta và Phàn đại nhân, Giang thư quan nhất định sẽ phái người tập nã. Chúng ta nhất định sẽ dốc sức bắt bọn họ về quy án, bồi thường tổn thất cho mọi người. Bây giờ chỉ còn lại có chút tài sản này thôi, mọi người cũng đừng vội, đừng hoảng. Mời mọi người xếp hàng, tự giác duy trì trật tự. Trước hết ta lấy số tài bảo còn sót lại này phân phát cho các vị. Mọi thứ trong đại điện này đều là của các vị cả, xin mọi người yên tâm. Quan phủ chúng ta một xu cũng không cần. Các vị hương thân chưa được chia của cũng không cần sốt ruột. Các vị trước tiên đến quan phủ đăng ký. Nếu như một khi chẳng may chúng ta có thể bắt được phản đồ đã bỏ trốn, hơn nữa bọn họ còn chưa tiêu xài sạch tiền, chúng ta sẽ gọi các vị tới tiếp tục phân chia. Dân chúng vừa nghe liền sốt ruột. Nếu một khi chẳng may hay sao, còn phải là chưa bị bọn họ tiêu xài, vậy nắm chắc được bao nhiêu thành đây? Nếu hôm nay không chia cho ta, há chẳng phải là phải nghe theo mệnh trời rồi sao? Đây chính là chiến thuật tâm lý mà Dương Đại Thần Côn đã chơi. Vốn dĩ các tín đồ này cam tâm tình nguyện thắt lưng buộc bụng quyên tiền ra làm tiền nhang dầu để làm cái gì đây? Là để trồng thiện nhân được thiện quả, kiếp sau có phúc báo nha. Bây giờ Phật sống đã hứa với bọn họ tất cả, lại tự mình thành tiên, tương lai thật là xa vời. May mà bốn vị Phật sống nói rõ phải trả lại số tiền này cho bọn họ, hiện tại lại gây ra trò hề như vậy, đây chẳng phải là gà bay trứng vỡ, công dã tràng hay sao? Tham dục bắt đầu dâng lên trong lòng mỗi người. Đám dân chúng xôi trào, bắt đầu tranh trước sợ sau, chen chúc giành nhau phía trước, sợ đứng phía sau sẽ thiếu phần của bọn họ. Lòng tham đối với của cải, khát vọng thu hồi những tài bảo vốn thuộc về mình, ngay tại thời khắc này đã áp đảo sự cuồng nhiệt mù quáng với tôn giáo. Hơn nữa không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng dần theo sự tranh đoạt của người khác. Loại tâm lý này lây nhiễm cho nhau trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nhanh chóng phát triển thành đại chiến không thua gì bạo loạn. Dưới sự bày mưu tính kế của Dương Lăng, Tống Tiểu Ái và Lưu Đại Bồng Trì đã sớm ra lệnh cho người của mình. Vừa thấy tình hình không ổn, nhân mã của bọn họ lập tức hô to bảo vệ quốc công gia quan trọng hơn. Sau đó rất vô sỉ rút khỏi vòng chiến, chỉ để lại mỗi đám quan sai nha môn Chi Châu Bá Châu vây cản lại trước mấy cái bàn lớn. Trên bàn bày ra toàn bộ tài sản chuyển từ trong hầm ngầm ra. Vừa thấy quân binh của Uy Quốc Công gia đại quan đến từ kinh thành đều rút lui, dân chúng nhận được sự cổ vũ lớn, đặc biệt là người phía sau, người chen chúc trong đám người căn bản không lo lắng gì sẽ bị quan sai nhìn đến hoặc là nhớ mình, càng không kiêng nể gì hô bậy gọi bạ, kích động mọi người xông lên trước. Một trận cướp bóc tranh giành bắt đầu, đám nha sai đánh rất cả mũ, phong hỏa côn cũng không còn, áo bào đai lưng giày dép cũng không thấy bóng dáng đâu nữa, vừa lăn vừa bò thoát khỏi đám dân chúng đang trong cơn điên cuồng. Phan Mạch Ly và Giang Thôi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn những bạo dân này điên cuồng cướp đoạt, giống như thân thể của bọn họ không phải làm từ thịt vậy, từ bốn phương tám hướng chen lấn qua, chen đến nỗi hương án rắn chắc cũng phải phát ra tiếng kéo kẹt mà không ai hô đau cả. Người cướp được đồ vật ngay cả thở dốc cũng không kịp, lập tức xông ra khỏi trùng vây từ hai bên, gắt gao nắm chặt vòng cổ, vòng tay trong tay bỏ trốn mất dạng. Dân chúng phía sau xông lên phía trước, thấy trên bàn đã không còn gì cả, không cam lòng, lập tức lao về hướng khác. Nhìn thấy cái gì đáng tiền liền ôm lấy bỏ đi. Lư hương, bồ đoàn, màn vải đang treo, chỉ thiếu mỗi bước lấy dao mà cạo bột vàng ở trên tượng Phật mà thôi. Những tín đồ này vốn dĩ ý chí bạc nhược, rất dễ dàng bị người khác chi phối lời nói và cảm xúc, rất dễ dàng bị lây nhiễm. Đặc biệt là giờ phút này, lòng tham đã nổi lên, lại chịu sự kích thích của tình cảnh điên cuồng như vậy. Những người phía sau khi không đoạt được bất cứ thứ gì thì bắt đầu không cam tâm. Không sợ thiếu, chỉ sợ chia không đều. Câu nói thật quá đúng, cổ nhân quả thật đúng là không gạt người. Những tín đồ này chưa khám phá ra hồng trần. Nếu như bọn họ không tính toán lợi ích, không để ý lợi ích hơn cả người bình thường, thì sẽ không quyên góp phần lớn tài sản để trồng thiện nhân, hy vọng kiếp sau không giàu cũng sang. Người khác có được mà bọn họ không có, sự bất bình ghen tị này khiến cho cảm xúc vốn đã điên cuồng của họ càng đạt đến đỉnh cao. Bọn họ mắng nhức, khóc khô, hoàn toàn quên mất nơi này từng là thánh địa mà bọn họ kính sợ, cúng bái. Giống như thiếu đi số tiền này thì cả nhà lập tức sẽ chết đói vậy. Không buông tha mà vây quanh đám quan viên Dương Lăng và Phàn Mạch Ly, hai mắt đỏ bừng, kêu oan cáo trạng, nhất định phải được bồi thường, nói hết mọi cách mới chịu bỏ đi. Cái mà Dương Lăng muốn chính là kết quả này, lợi dụng tham dục của bọn họ, trước hết nói cho bọn họ biết, ai ai cũng sẽ được chia tiền, giống như bốn tên giả thần giả thánh ban đầu đã hứa với bọn họ
sẽ giúp bọn họ kiếp sau được thành vương, thành hầu, đại phú đại quý. Trước hết thổi phồng tâm lý, mong muốn của bọn họ, sau đó đột ngột đả kích khiến cho hy vọng của bọn họ tan thành bọt nước. Trong sự mất mát của bọn họ, một số ít người lại thực hiện được nguyện vọng này. Lòng đố kỵ và tâm lý ganh đua của những người còn lại vì thế nhanh chóng lên men. Đầu sỏ tội lỗi làm cho bọn họ hy vọng rồi thất bại lại là người bên cạnh Phật sống được tôn kính nhất. Đủ loại tâm lý diễn biến thành mù quáng phẫn nộ, rất dễ bị hắn nắm bắt và lợi dụng. Làm sao bây giờ đại nhân? Giang Văn Hải dẹp cướp bắt trộm nửa đời người, vẫn chưa từng nhìn thấy dân chúng vốn dĩ trung thực lại trở nên giống hệt sư tử điên cuồng như thế, nhất thời cũng không có chủ ý gì. Quốc công gia, làm sao bây giờ? Phan đại nhân hoang mang lo lắng quay đầu lại hỏi Dương Lăng. Dương Lăng ho khan hai tiếng, đột nhiên nhảy lên một cái bàn, vung tay hô to nói: "Tất cả mọi người đừng có làm ồn ào nữa nào, hãy nghe ta nói đã nào." Ngôi miếu vốn ồn ào náo động nhất thời yên tĩnh, biển người chen chúc ngưng tụ ở đấy, ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Dương Lăng. Đây chính là lấy gậy ông đập lưng ông, lấy thần dẹp thần. Ngay khi phần đông tín đồ lòng đầy lo lắng phẫn nộ, sốt ruột huyên náo, Dương đại thần côn ném ra thần dụ thứ hai mà hắn đích thân đâm đặt: "Các vị hương thân, không nên sốt ruột, không nên sốt ruột. Bốn vị thánh tăng sớm đoán được những đệ tử này tâm trí không kiên định, động cơ không thuần khiết. Khi còn bốn vị thánh tăng, bọn họ chưa dám làm loạn. Thánh tăng trở về Linh Sơn, bọn họ sẽ làm sàng làm bậy. Đêm qua bốn vị thánh tăng báo mộng cho ta biết, bốn vị thánh tăng nói thật ra Mã Châu có rất nhiều người giả mạo thần Phật, giả danh lừa bịp. Khi bốn vị thánh tăng còn ở đây, bởi vì lòng mang từ bi, hy vọng có thể dùng Phật tâm cảm hóa bọn họ, cho nên thủy chung không đành lòng vạch trần âm mưu của bọn họ. Hiện tại bốn vị thánh tăng công đức viên mãn đã trở về Linh Sơn rồi. Những kẻ lừa đảo đó không còn e dè, sẽ càng lừa bịp dân chúng trầm trọng hơn nữa. Các vị hãy xem, đệ tử thân truyền đi theo bốn vị thánh tăng còn phản bội bọn họ. Những người khác thì chỉ nghĩ thôi là cũng biết được rồi. Ở đây đã không còn của cái có thể chia cho các vị, nhưng các vị hẳn là biết Bá Châu còn nơi nào được xưng là tiên địa thánh địa hay không. Ngoại trừ bốn vị thánh tăng, những đại thần bán tiên kia hết thảy đều là giả. Bọn họ đều chỉ vắt kiệt tiền tài của dân chúng mà thôi. Chúng ta phải đuổi bọn họ đi, chúng ta phải cướp về tiền tài vì bọn họ lừa gạt. Bây giờ xuất phát thôi. Bốn vị Phật sống trên Linh Sơn đang nhìn các vị. Các vị phải đuổi sạch những kẻ giả thần giả quỷ này đi, giữ gìn niết bàn chân chính. Giống như nồi nước đang sôi, cuộc vận động quần chúng diệt thần oanh oanh liệt liệt dưới cú vung tay của Dương Lăng ra đời. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đả kích tất cả thần tiên giả, kêu bè gọi bạn, không ngừng mở rộng, nhanh chóng truyền bá khắp 10 dặm 8 hương. Lời nói của Dương Lăng đã cho bọn họ một lý do hợp lý, một dạng tâm lý ám chỉ, tự mình gạt mình, tự thôi miên. Những gì ta làm là đúng. Ta đi đuổi những đại thần bán tiên này, cướp đi tiền tài của họ, sẽ không chọc giận thần linh, bởi vì ta phụng ý chỉ chân chính của thần thánh, ta chính là chính nghĩa. Mấy năm nay, Bá Châu quả thực đã trở thành nơi mà thần tiên yêu tha thiết, chân nhân pháp sư không ngừng sinh sôi nảy nở, như măng mọc sau mưa vậy. Nhưng vì thế lực của tứ thánh lớn nhất, ảnh hưởng rộng khắp nhất, lịch sử lâu đời, cho nên những tên giả thần giả thánh khác đều công nhận bọn họ là người có thần thông nhất. Muốn khai sơn lập hộ đều phải chuẩn bị đại lễ để hiếu kính. Bây giờ những tên giả thần giả thánh này luôn công khai thừa nhận là Phật sống thần thông nhất. Hơn nữa bọn họ vừa mới bạch nhật phi thăng trước mắt bao người, danh vọng nó đạt tới cảnh giới cao nhất. Lúc này người phát ngôn của bọn họ công khai tuyên bố tất cả những kẻ nói mình có thần thông khác đều là kẻ lừa đảo, lại có vô số tín đồ làm chứng ủng hộ, còn có ai dám hoài nghi nữa đây? Những tên giả thần giả thánh này có khổ khó nói, thậm chí khó có thể giải thích bất cứ thứ gì. Bọn họ không dám nói tứ thánh là giả, không thể nói thần dụ mà đường đường là uy quốc công gia truyền là giả, cũng không thể dùng bất cứ lý do gì để phản bác chuyện thần dụ nói bọn họ là tội nhân giả thần, là thần côn. Việc này giống như Đông Vương Dương Tú Thanh thời Thái Bình Thiên Quốc, đương khi mọi người đã công nhận hắn là người phát ngôn của thần minh, như vậy những người ban đầu tạo thần cũng chỉ có thể mặc nhận sự tồn tại của hắn. Phủ định hắn chính là phủ định bản thân mình, phủ định thần tiên do bản thân sáng tạo ra. Rượu đắng tự mình ủ chỉ có thể tự mình uống. Toàn bộ Bá Châu bắt đầu cuộc đại tẩy rửa ngưu quỷ xà thần, phát động quần chúng đấu thần côn là biện pháp hữu hiệu có thể thi hành nhất, vừa không chịu sự phản đối của quần chúng. Hơn nữa các huyện các trấn ở đâu có đại thần, nơi nào có bán tiên, những dân chúng này là rõ ràng nhất. Hơn nữa những tín đồ này luôn miệng nói là phụng ý chỉ bốn vị thánh tăng, cho nên căn bản chưa từng phát sinh chuyện đánh nhau giữa các tín đồ. Rất nhiều tín đồ của đại thần bán tiên sau khi nghe nói bốn vị thánh tăng uy vọng nhất, hơn nữa đã bạch nhật phi thăng xác định những thần tiên mà họ tin cậy chỉ là kẻ giả thần giả thánh, lập tức quay đầu mũi giáo gia nhập trận doanh thanh trừ tẩy rửa. Lật tay thành mây, đảo tay thành mưa,
hết thảy mượn danh thần thánh. Năm nay đám giả thần thánh ở Bá Châu rất khó sống, cả đám đều thành chuột qua đường, người người hô đánh, người người hô giết. Điều làm cho bọn chúng đau lòng nhất chính là lý do mà những dân chúng này đuổi cho bọn họ chạy đông trốn tây, mất nhà phá sản, chống lại bọn họ lại là cờ hiệu mà bọn họ luôn luôn dùng để mê hoặc dân chúng. Đám đại thần bán tiên này ngày thường uy phong ngạo mạn đến không chịu nổi, nơi đây được người tôn kính, thua trong tay chính vị thần mà bọn họ đã sáng tạo ra. Dương Lăng điều tiết một cách có ý thức hành vi của đám dân chúng, vừa không áp chế nhiệt tình của bọn họ, lại tránh cho bọn họ làm ra hành vi quá khích, hoặc là mở rộng phạm vi đả kích biến thành bạo loạn không thể khống chế. Theo việc vạch trần từng tên giả thần giả quỷ một, Dương Lăng lại lệnh cho quan phủ địa phương bắt bọn chúng và đám đệ tử tâm phúc đi theo bọn họ, áp giả lên đầu đường biểu diễn ngay tại chỗ thần thông mà bọn họ hay nói, và cả làm thế nào giả danh lừa gạt để lấy tiền tài. Những mánh khóe biểu diễn lừa gạt này trở thành màn diễn năm mới ở các nơi của Bá Châu. Đám bách tính vừa được giải hận, vừa được giải thích nghi hoặc. Hơn nữa, nội dung muôn hình vạn trạng giống như một màn biểu diễn ảo thuật vậy. Xem bọn họ cực khổ biểu diễn tại chỗ xong, không cần ném tiền vào trong, còn có thể ném gạch viên, ngói đá. Điều này thu hút vô số dân chúng Bá Châu. Rất nhiều hiệu buôn phát hiện việc này thu hút nhiều người đến vậy, dứt khoát không mời đội múa rồng, đội múa sư tử đến chúc mừng năm mới, mời chào làm ăn nữa, mà chủ động thỉnh cầu rời đại hội phê đấu đến trước cửa hiệu của bọn họ, tạo điều kiện ưu đãi. Bọn họ cung cấp nước trà, cơm trưa, băng ghế miễn phí cho đám giai nga. Theo sự vạch trần từng trò bịp một và những thủ pháp bảo thuật giống như thủ đoạn tứ đại thánh tăng từng sử dụng qua bị vạch trần, đám dân chúng ban đầu rất cuồng nhiệt, rất quang vinh chấp hành quét sạch giả thần tiên, tín đồ dị giáo, bắt đầu lo sợ nghi hoặc, dao động, chấp niệm kiên định không đổi và thần linh không cho phép xúc phạm trong lòng cũng bắt đầu bị lung lay. Đám giả thần giả thánh bị giam vào ngục chờ xử trí, hai bàn tay trắng bị lóc sạch thịt trên người, bây giờ dám kéo cả hoàng thượng xuống ngựa, nữa là huống chi là tứ thánh tăng, chó má, chết giờ còn liên lụy đến huynh đệ. Rất nhiều kẻ giả thần giả thánh, bất chấp mọi giá, bắt đầu cố ý tố giác trò bịp liên quan đến tứ thánh tăng. Thanh thế tuyên truyền rất lớn, khiến cho đám dân chúng càng ngày càng nghi ngờ tứ thánh tăng nhiều hơn. Bây giờ không ai biện bạch cho tứ thánh tăng, khi gần tới lúc sắp kết thúc màn vạch trần tố giác các loại thần tiên, ngày càng có nhiều chứng cứ bất lợi cho tứ thánh tăng hơn. Vô số chứng cứ biểu hiện bọn họ cũng giống như chỉ là giả thần giả thánh mà thôi. Chân tướng đã rõ rành rành, chỉ là đám dân chúng đột nhiên bị mất đi chỗ dựa, không ai dám đâm thủng lớp cửa sổ này vậy. Ngày thứ 9, tứ đại thánh tăng phá vỡ hư không, chính là ngày 12 tháng Giêng. Đám bảo giáp, lý chính, phu canh bắt đầu gõ chiêng, gõ mõ chung quanh tuyên bố, quan phủ đã bắt được đám đầu đệ của tứ thánh tăng ôm tiền bỏ trốn. Ngày mai ở thành Bá Châu công khai thẩm tra xử lý những tăng lữ này. Ngày hôm sau dân chúng nghe tin tấp nập chạy tới. Nhà môn Chi Châu căn bản không chứa được nhiều dân chúng xem thẩm án như vậy. Ở hậu viện hành dinh khâm sai, một mảng tường vây bị đẩy ngã, chính là chỗ tứ thánh tăng Bạch Nhật phi thăng. Do Phản đại nhân Giang Thôi Quan chủ thẩm, Uy Quốc công xem thẩm, mở đại hội xét thẩm công khai đối với đồ đệ của bốn vị thánh tăng. Mỗi một vụ án mà bọn họ làm không khỏi là do bốn tên giả thần giả thánh kia chủ mưu và chỉ huy. Rất nhiều vụ án đều liên lụy tới trọng án, phá nhà vong mạng. Những đệ tử này há cam chịu gánh hết tội lỗi lên người mình hay sao? Hiện giờ đã xác định là phải gánh tội danh ôm tiền bỏ trốn, bọn họ không thể bám víu quan hệ với tứ thánh tăng được nữa, mà phải tranh thủ sự ủng hộ của dân chúng để mà thoát tội. Vậy chỉ có thể liều mạng tạt nước bẩn lên người tứ thánh tăng, phủi sạch sẽ tất cả tội trạng, nói bản thân mình là tiểu lâu la không liên quan gì đến cả, mới có cơ hội giữ được mạng sống. Tạo thần, lấy thần diệt thần, cuối cùng lại kéo thần thánh mà tự tay mình dựng lên xuống đài. Sau khi tất cả những kẻ giả thần giả thánh dưới sự giúp đỡ của dân chúng cuồng nhiệt đã bị quét sạch giống như gió thu cuốn đi lá vàng dây dụng, tứ thánh tăng mất đi giá trị lợi dụng, liền giống như miếng rẻ rách bị Dương Lăng kéo xuống khỏi thần đàn. Đồ đệ của bọn họ ở trước mặt mọi người nói ra từng âm mưu một. Mục sinh viên lê cái chân tàn phế, vẻ mặt đầy máu thịt tanh đỏ, đau buồn khóc ra máu tố cáo. Cuối cùng do đồ đệ của tứ thánh tăng ngay trước mặt chúng nhân biểu diễn lại một lượt cái gọi là thần tích, cho nên những ánh mắt hoảng sợ nghi ngờ đều ném lên mình của Uy Quốc công gia, người phát ngôn của thần, tận mắt nhìn thấy, chính mồm nói ra tứ thánh tăng Bạch Nhật phi thăng. Dương đại thần quân cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh, lần này cái mà hắn bán không phải là thần dụ mà là đơn giản nói ra thủ đoạn trừng trị tứ yêu tăng. Phía quan phủ lập tức phát biểu nghiêm khắc đả kích tà giáo, đả kích giả thần giả thánh, lớn giọng tuyên bố hoàn toàn thủ tiêu tất cả tổ chức môn đạo thành lập gần 10 năm qua, lập tức trả lại các miếu, các đất vốn thuộc về Phật giáo, đạo giáo chính quy bị chiếm dụng. Những tên giả thần giả thánh
thân mang trọng tội bị thẩm tra nghiêm khắc, xử phạt theo luật. Cuối cùng, một tòa miếu thờ, trong tiếng tuyên bố hữu lực, âm vang của hắn ầm ầm đổ sụp. Tiền tài mà đám giả thần giả thánh bòn rút phải thanh toán, bất động sản, khế nhà phải trả lại, thân mang huyết án phải thẩm tra. Lúc này đương nhiên không thể tiếp nhận tài sản ảm ra bị kê biên, qua tiền lý hạ để tránh hiểm nghi. Nếu chẳng may các dân chúng hoài nghi bổn công gia lấy việc công làm việc tư, trộn lẫn cả tiền nhang đèn mà dân chúng quyên cho Phật gia, đạo gia thì phải làm sao đây? Lý do của Dương Lăng Đường Hoàng, Phan Mạch Ly chỉ xin chỉ thị một lần cũng không rảnh mà trở lại. Các tín đồ ngày xưa trước mặt đám giả thần giả thánh dập đầu như băm tỏi, đã rời trận địa, đổi địa điểm dập đầu thành Nha Môn Chi Châu. Trước đây là dập đầu cầu phúc, cầu kiếp sau phú quý, sau đó dâng lên bó bạc lớn, bây giờ là dập đầu cầu xin trả lại tài sản, đòi lại nợ máu, sau đó đưa đơn kiện loang lổ nước mắt. Trống lớn trước cửa Nha Môn chỉ vỏn vẹn 2 ngày đã bị đánh vỡ 4 cái, bận đến mức Phàn đại nhân giang thôi phải xoay vòng vòng. Vụ án bình thường của dân chúng bọn họ còn có thể kéo dài, chứ như Mục Tú Tài mới đây gia tộc rất có danh vọng và thế lực ở địa phương bị lừa mắc mưu cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Người làm quan dựa dẫm rất nhiều vào thân hào địa phương, đối với bọn họ không thể kéo dài. Về phần những vị quan như Trương Trung, Trương Công Công, vệ sở Chu Thiên Hộ không đưa cáo trạng mà lại đưa thiếp tử, nghiến răng nghiến lợi bảo hắn xử lý nghiêm khắc giả thần giả thánh, mau chóng đòi lại tài sản mà bọn họ đã quyên góp, vậy càng không thể kéo dài. Cho nên hiện tại Phàn đại nhân ước gì Uy Quốc Công đừng thêm phiền phức cho ông ta, chỉ sợ bây giờ Dương Lăng tới, ông ta cũng thật sự không có thời gian rảnh mà đi tiếp đãi. Kiểm kê kê biên tài sản vật phẩm rồi, Dương Lăng vừa lúc thảnh thơi đi dạo khắp nơi, kéo dài thời gian không trở về kinh thành. Phó Khâm Sai Lương Hồng tết này cũng bề bộn nhiều việc, ông ta sửa lại tấm biển nơi triển lãm thần tích tứ thánh phi thăng một phen, viết thành nơi mất mạng của 4 tên thần côn đáng chém ngàn đao, một người vào 10 văn tiền, nếu đồng ý đưa 13 văn còn được tặng thêm một bao phân chó để cho bọn họ ném vào đó chứt giận, cứ thế kiếm đến mức tiền vô như nước. Ngày 15 tháng Giêng chơi hoa đăng, ở Bá Châu chơi hoa đăng dĩ nhiên phải đi trấn Thắng Phương. Hoa đăng Thắng Phương vô cùng nổi danh, kỹ xảo chế tác hoặc phức tạp hoặc đơn giản, có lớn có nhỏ, lớn thì hơn một trượng, nhỏ thì không đầy một tấc, có thể chơi trong lòng bàn tay. Nhiều loại đèn cung đình, đèn hình người, đèn thực vật, đèn chim thú, đèn phong cảnh, đèn xây dựng, vân vân, nhiều đến mấy trăm loại. Trên dịp Bá Châu đều đang bận rộn, Dương Lăng lại ung dung nhẹ nhàng, lặng lẽ đến trấn Thắng Phương, muốn thưởng hoa đăng vào đêm. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không buông lỏng nhất cử nhất động trong kinh, quan văn kinh sư lục tục hồi chiều. Trên thực tế, do năm nay Lưu Cẩn tổ chức đại khảo hạch đột xuất, ngoại trừ một số người đã rời kinh khá xa như Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, tránh được cơn bão đột nhiên xảy ra này, đại đa số quan viên cũng không đi, đều bận rộn lấy kéo quan hệ, đi cửa sau, chạy quan làm quan. Bởi vì Lưu Cẩn lại hạ lệnh phải cắt giảm nhân viên, tinh giảm cơ cấu, các nha môn lớn ở kinh sư phải đề xuất 300 người có danh ngạch, nhưng chỉ cần là người xuất thân từ môn hạ của họ, bất luận là tham ô, tuổi già, có bệnh, khăng khăng giữ lại, quan viên từ đô chỉ huy trở xuống, bây giờ chỉ cần Lưu Cẩn viết tờ nhắn, ủy nhiệm ai đó tới nơi nào đó, làm quan gì đó, lại bộ liền lập tức làm theo, không dám xem lại. Mà ngay cả cụ cải nhỏ Dương Thận luôn thích đứa nghịch kia, dường như bởi vì toàn bộ chỗ dựa vững chắc đều rời kinh rồi, cũng trở nên an phận hơn. Ngoại trừ còn đề xuất ý kiến phản đối đối với việc điều động quan viên quân đội, những lúc khác phần lớn giả câm giả điếc, không nghe không hỏi. Tam đại học sĩ chỉ còn lại một mình Tiêu Phương, nhưng nghe nói lão đầu này sinh bệnh nặng, cả ngày không lộ diện, Lưu Cẩn đối với việc lão thức thời như thế rất vừa lòng, vì thế có qua có lại mới tọa lòng nhau. Nghe nói Tiêu các lão chán ghét người Giang Tây, bởi vì quy định người Giang Tây không được phép đảm nhiệm chức quan ở kinh. Hắn nhớ tới lúc trước Tạ Thiên chủ trì sự tử Bát Hổ, mà Tạ Thiên là người Dư Chiêu, lại quy định người Dư Diêu không được phép đảm nhiệm chức quan ở kinh nữa. Quyền lực của Lưu Cẩn càng ngày càng lớn, người đắc tội cũng càng ngày càng nhiều. Những hành vi này chẳng những là quan viên trong triều địa phương, ngay cả sinh đồ sĩ tử các nơi đều lâm vào oán giận. Lưu Cẩn lệnh cho các bộ tự tra tự kết luận, Hình Bộ Thượng Thư không buộc tội ai cả, bị Lưu Cẩn gọi tới chỉ bới thậm tệ một phen. Sau khi trở về không có cách nào khác, đành phải mời ba thuộc hạ Vương Thượng Tân đến uống rượu. Sau đó vừa nói xin lỗi vừa tuyên bố phải buộc tội bọn họ, tùy tiện tìm một chút tội danh để chứng minh bản thân cũng kiên định không đổi chấp hành ý chỉ của Lưu Công Công. Điều làm người ta vỗ bàn lấy làm lạ chính là Lưu phủ nhận lễ vật đã trở nên thịnh hành vô cùng. Tất cả quan viên ở kinh thành sau khi đi công tác trở về đều phải đến Lưu phủ đưa hậu lễ, về quê mừng năm mới dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Thật ra tình hình kinh tế của quan ở kinh thành
không thể so sánh với quan viên địa phương. Thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, lễ vật mà quan địa phương tặng còn không đủ để tặng cho lão Lưu nữa. Trương Thái biết Lưu Cẩn làm như vậy sớm muộn gì cũng đắc tội hết mọi người. Người ăn thịt mà người khác ngay cả súp cũng không có mà húp, vậy còn ai kiên định mà đi theo người nữa đây? Nhưng ông ta cũng không dám khuyên Lưu Cẩn đừng nhận lễ vật, hơn nữa cũng biết khuyên cũng là vô dụng, liền uyển chuyển nói lời can gián. Công công, quan địa phương đều khá giàu, hơn nữa ở địa phương xa tít, để cho bọn họ hiếu kính chút lễ vật là điều nên làm. Nhưng quan ở kinh thành phần lớn không có cửa kiếm ra tiền, ra ngoài công tác một chuyến mới có thể mò được chút bạc. Nếu bọn họ tặng lễ, vậy sau khi ra khỏi kinh thành tất nhiên sẽ tăng cường bóc lột, còn đổ toàn bộ mọi tội danh lên đầu của ngài. Nói là vì tặng lễ cho ngài, đây không phải hủy hoại thanh danh của ngài hay sao? Hơn nữa quan ở kinh thành, ở ngay dưới mắt của ngài, bình thường làm việc đều phải dùng người. Chỉ cần bọn họ nghe lời công công, an tâm làm việc cho công công là được, cần gì chút lễ này của họ làm gì? Lưu Cẩn lúc ấy rất không vui, nhưng đợi Trương Thái đi rồi, suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất có lý. Đúng lúc này, mười mấy người ngự sử Âu Dương Vân vừa mới mừng năm mới xong, hồi kinh, dâng lễ vật lên cho Lưu Đại Quan Nhân. Lưu Cẩn vì tỏ rõ bản thân thanh liêm, không thu lễ vật, tống toàn bộ mười mấy người đến hình bộ, phán quyết tội hối lộ. Đến lúc này, bách quan lại sợ hãi, toàn bộ đều không biết lễ nào nên đưa, lễ nào không nên tặng. Trước khi muốn tặng lễ, còn phải chuẩn bị lễ vật, mua chuộc người bên cạnh Lưu Cẩn để hỏi rõ ràng, để tránh phạm vào kiêng kỵ của ông ta. Kết quả là lớp lớp tiểu quỷ giơ tay đòi tiền, ngân lượng cần tiêu phí ngược lại lại càng nhiều, bách quan lại càng thêm oán giận. Dương Lăng nghe thủ hạ bẩm báo xong, chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Vị nhân huynh này thật đúng là một vị chuyên gia khôi hài. Ở trước mặt hoàng thượng, ông ta khéo léo, tâm tư nhanh nhẹn, linh hoạt, chưa bao giờ làm ra chuyện vượt quá thân phận. Nhưng vừa xuống phía dưới, chiêu hồ đồ gì cũng đều xuất ra cả. Đây chẳng phải là hắn thay đổi cách tự đào hố chân mình hay sao? Dương Lăng dặn thủ hạ yên lặng theo dõi diễn biến, bản thân mình nhẫn nhịn ở lại Bá Châu chờ cơ hội. Khi hắn và đám người Tống Tiểu Ái, Lưu Đại Bổng Trùy tới trấn Thắng Phương, trước đó đã có 60-70 thị vệ chạy tới. Tất cả những người này đều là tâm phúc, hóa trang thành dân chúng bình thường, ba chọn một nhà trọ. Dương Lăng tới chỗ ở, tắm rửa thay quần áo, thay một thân áo bào, ám tiễn, bảo thương theo thói quen vẫn đeo trên người, ngồi trong phòng dùng bữa tối. Sau đó dẫn theo 40 thị vệ tinh nhuệ lững thững ra khỏi nhà trọ, trước hết đi dạo trên đường phố ở trấn Thắng Phương. Hoa đăng ở trấn Thắng Phương có ngày hội thả đèn trên sông vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, Tết Trung Nguyên lễ Vu Lan, lại còn có băng đăng đại hội ngày hội Nguyên Tiêu, đồng thời trong trấn tổ chức hội đèn lồng Nguyên Tiêu. Do hội đèn lồng nơi này nổi tiếng trong ngoài, cũng có không ít phú thân ở bên ngoài tới đây thưởng thức, cho nên dù cho bộ mặt của Dương Lăng lạ hoắc cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Dương Lăng mặc một bộ thanh sam, một mái tóc dài đen nhánh bới thành một búi, dùng lụa xanh cuốn lên, châm trầm hương để buộc tóc. Bên ngoài lại khoác một chiếc áo lông nhẹ trắng tuyết tắt tiền, mặt như quan ngọc, mắt như lang sao, mà ngay cả ngọc bội đeo bên hông theo bước chân mà nhẹ nhàng rung động, đều lộ ra vẻ nho nhã phong lưu. Lướt thấy không ít cô nương tức phụ trong trấn liên tiếp quay đầu lại, ném một ánh mắt ái mộ thưởng thức qua. Bọn thị vệ giả thành du khách phân tán xa gần, trước người Dương Lăng chỉ có Đại Bổng Trùy và Tống Tiểu Ái đi theo. Đại Bổng Trùy mặc áo mũ xanh, mũ lớn, khí thế hùng hổ, dáng vẻ như một tên gia nô nhà quyền quý. Tống Tiểu Ái giả làm tiểu thị nữ thanh tú xinh đẹp khéo léo, mái tóc đen bóng tết thành búi tóc tam nha của thiếu nữ chưa chồng, một đôi mắt to đen lúng liếng, da thịt non mềm, miệng anh đào nhỏ nhắn, mi mục như họa, má hồng như đào, giống như một đóa hoa tươi chần chề xuân sắc vậy. Một chuyến này ba người đều có bản lĩnh thu hút người, hơn nữa khí thế thế gia quyền quý kia lập tức làm vài tên móc túi chú ý tới, bắt đầu vô tình cố ý âm thầm mà theo dõi. Vừa mới chặng vạng nhưng trên đường đã rất náo nhiệt. Vừa mới đi tới ngã ba đường, chợt thấy phía trước một người đàn ông nghiêm nghị, cũng ăn mặc theo kiểu tú tài, chỉ là thân thể kia thật sự thô lỗ, hàm râu quai nón dưới cằm tương tự như Bổng Trùy, lại đảo đôi mắt to cực kỳ uy phong. Một đại hán uy phong như vậy trên đường đi lại cực kỳ cẩn thận, chỉ thấy hắn dìu một người đội mũ tre, tiểu mỹ nhân yêu kiều xinh đẹp đang chậm rãi đi ở đầu đường, cử chỉ cẩn thận tỉ mỉ, che chở gấp đôi kia, có thể nhìn ra sự sủng ái cỡ nào đối với cô gái kia. Nàng kia là một thiếu phụ thấp hơn một cái đầu so với người đàn ông râu quai nón, dáng người cân đối thon thả. Đầu của nàng trải búi tóc kiểu rồng cuộn, giáp da diệt hoa màu xanh hồ nước, áo trong thục cẩm với tay áo hẹp cùng màu thêu hoa gấm phú quý, váy dài chấm đất, trên vòng eo thon nhỏ còn dắt một chiếc khăn thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng kim hoa. Mặt đỏ má hồng, hơi thở đàn hương từ miệng mang theo nét quyến rũ, một đôi mắt sáng ngập nước,
một cái nhăn mày, một nụ cười cũng phong tình vạn chủng. Cho dù nàng mặc quần áo màu lạnh nhưng vẫn cứ như mùa xuân nhộn nhạo. Dưới chân vừa bước, đôi giày dưới chân ẩn hiện, vị phụ nhân này hiển nhiên chính là thê tử của đại hán. Một đại hán dáng người khôi ngô như vậy lại cưới một tiểu kiều thê kiều mị động lòng người như vậy, Dương Lăng thấy thật thú vị, không khỏi chú ý nhìn chằm chằm. Phát giác đại hán kia mặc dù thô lỗ cao lớn, chỉ là trời sinh khung xương thô to, nhìn vẻ mặt khí độ này nhưng tuyệt đối không phải người thô kệch. Đại hán kia cũng đang nhìn hắn đánh giá một phen, tự hồ cũng có chút thưởng thức đối với khí chất của một hàng ba người này. Hai người nhìn nhau cười, nhìn nhau gật đầu, đang muốn trên vai đi qua, ánh mắt đại hán kia chợt lóe, đột nhiên nhìn thấy một người, không khỏi cười ha ha nói: "Phong Bán Tiên, đã lâu không gặp rồi, ngài cũng tới xem đèn hay sao?" Người này tuy không phải người thô kệch nhưng giọng này thật sự quá lớn. Đám người Dương Lăng không tự chủ được nghiêng đầu nhìn về phía người mà y chào hỏi. Chỉ thấy một người đàn ông gầy hơn 30 tuổi, hai bên môi để ria chuột, áo choàng trên người mặc dù thể hiện gia cảnh không tệ nhưng co vai sụp lưng, đi trên đường luôn ngoái nhìn như sói vậy. Người nọ cực kỳ bại hoại, vội vàng nhấc bào chạy tới, vừa chạy vừa oán hận mà nói: "Triệu Phong Tử, ngươi đừng gọi bậy bạ. Ta tên là Phong Tiểu Mộc, không phải Phong Bán Tiên. Ngươi đừng có hại ta. Dương Chém Đầu đang ở thành Bá Châu, đang sắp thần diệt tiên kìa. Ai dính líu đến thần tiên thì người đó xíu xéo." Lưu Đại Thần ở trấn trên nghe nói là khi lên đồng chiếm tiện nghi lão bà của người ta, vừa mới bị nam nhân người ta chém một dao làm bếp cũng không dám báo quan kìa. Đại hán được gọi là Triệu Phong Tử sung sướng cười to vỗ tay nói: "Mặc ngươi đạo hạnh cao tới đâu, thần tiên cũng sợ dao làm bếp sao? Không gọi thì thôi, có điều ngươi cô đơn nghèo khổ, sao lại không thú đến xem đèn vậy? Không phải là muốn nhân cơ hội kiếm chút tiền tiêu đấy chứ?" Phong Bán Tiên kia đỏ bừng mặt, Triệu Phong Tử hoàn toàn không có phát hiện, lại trêu đùa thêm hai câu mới cùng thê tử cáo từ. Thanh âm cẩn thận dịu dàng của thê tử y theo gió chuyển đến: "Xem huynh kìa, người ta không trêu chọc huynh, tội gì nói móc như vậy? Luôn tự mình rước họa." Dương Lăng không thể ngờ được vận động diệt thần thấm vào lòng người sâu như vậy, phòng chừng những tên giả thần giả thánh trong vòng 2-3 năm cũng không dám mơ tưởng có thị trường ở Bá Châu. Hắn và Tống Tiểu Á nhìn nhau cười, xoay người đi ra bên ngoài trấn, muốn đi xem Băng Đăng Thắng Phương nổi danh đã lâu. Phong Bán Tiên thấy Triệu Phong Tử đi rồi, oán hận gắt một cái nói: "Phì, thật là một kẻ điên, ỉ vào trong nhà có chút tiền mà không đặt lão tử vào trong mắt sao?" Lúc này hai người theo sát sau người của Phong Bán Tiên đuổi theo nói: "Thừa tướng, ngài chậm một chút nào." Thanh âm nói ra tuyệt đối không lớn, đứng ở bên này của Dương Lăng vốn không nên nghe được, nhưng đây là cửa ngõ ngã ba đường, Dương Lăng đang muốn đi ra bên ngoài trấn, gió thổi qua thuận theo hướng của hắn, âm thanh lợn lờ lọt vào tai, bất chợt lướt qua lại bị Dương Lăng nghe thấy rõ ràng. "Sao, thừa tướng ư? Ta không nghe lầm đấy chứ, đây là xưng hô gì vậy?" Dương Lăng hoảng hốt, chẳng lẽ một vị đại quan nhân Hán Đường Tống Nguyên xuyên không hay sao? Ánh mắt của Dương Lăng đăm đăm, tầm mắt khẽ chuyển thì bắt gặp ánh mắt cổ quái của Tống Tiểu Ái. Bốn mắt chạm nhau, hai người đều hiểu được câu nói ở trong mắt đối phương. "Người không nghe lầm, gã đúng là hô thừa tướng mà." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 161 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.